Xin chào các bạn đã đến với Clannay Beauty On Air. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt ha. Ngày hôm nay là ngày đầu của tháng 9 và chúng ta chuẩn bị bước sang ngày 2 tháng 9 là một ngày lễ rất là quan trọng của Việt Nam. Và tất nhiên là ngày hôm nay thì Clannay sẽ đem đến rất là nhiều những chương trình quà tặng hấp dẫn cho các bạn. Nên các bạn hãy ở lại đến cuối livestream để theo dõi xem những phần quà tặng đó là gì nha. Đặc biệt là ngày hôm nay Giang Thái sẽ mời về một khách mời rất là đặc biệt, vừa là một ca sĩ rất là nổi tiếng nè, vừa là một beauty blogger rất là được lòng của các fan nữa. Xin giới thiệu với mọi người Đào Bá Lộc. Hi. Chào mừng mọi người đã đến với hôm nay không phải là beauty blog của Đào Bá Lộc, nhưng mà hôm nay chào mừng tất cả các bạn đang ở trên Shopee nè và đang xem livestream của Clannay. Và xin chào MC rất là xinh Giang Thái. Lâu ngày không gặp, thấy Đào Bá Lộc vẫn Lộc đẹp như cũ. Giận quá mọi người ơi, khi nào mà livestream với những cái mầm non mới nhú thì mình cảm giác là tuổi tác đã ập đến rồi. Đó là lý do mà ngày hôm nay Lộc rất là háo hức, bởi vì Lộc nghĩ là với những ai như Lộc thì sẽ rất là mong chờ cái sản phẩm mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu, đúng không? Dạ. Nhưng mà em nghĩ là ngày hôm nay nhan sắc của em lép vế trước Lộc rồi, không được như Lộc đâu. Nhưng mà phải nói là Lộc sử dụng sản phẩm gì thì chúng ta khi mà vào trên livestream thì nói nha. Trước khi bắt đầu vào những cái sản phẩm ngày hôm nay thì Giang Thái sẽ nói luôn, bởi vì Giang Thái đã nói ngay từ đầu livestream, ngày 1 tháng 9 và ngày 2 tháng 9 là một ngày rất là đặc biệt của đất nước chúng ta. Nên từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9, nếu như chúng ta inbox đặt hàng cho fanspage của Clannay hoặc đến tại cửa hàng để mua sản phẩm nail cushion của Clannay thì chúng ta sẽ nhận được trọn bộ combo như thế này nha. Đây là em Cream Skin Refiner trị giá 600.000 nha. Là chúng ta biết em này. À, Lộc biết rất hả? Là xuất sắc. Chính xác, em này rất là xuất sắc nha mọi người nha. Và chỉ áp dụng trong khung giờ livestream ngày hôm nay khi mà chúng ta inbox cho fanspage của Clannay nha mọi người nhé. Nên là mọi người ơi, ngay bây giờ nếu như chúng ta muốn sở hữu em nail cushion này thì chúng ta hãy ngay bây giờ inbox cho fanspage của Clannay. Và đừng quên rằng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một cái mini game nho nhỏ để chào mừng Đào Bá Lộc đến với livestream ngày hôm nay. Khởi động thôi mọi người. Là khoan cho Lộc hỏi, cái vừa inbox một cái là sẽ được nhận luôn. Chính xác, trong khung giờ livestream ngày hôm nay. Trời ơi, inbox cho fanpage Facebook. Dạ, chính xác, fanpage của Clannay để quá đặt hàng cái em nail cushion này. Và mọi người chú ý, đây là nail cushion double nha. Nên khi mọi người inbox để đặt hàng cái em nail cushion double này thì chúng ta sẽ nhận về cả cái em cream skin này. Double là mình có một loại trong đây luôn. Chính xác. Và mọi người lưu ý nha, cái em cream skin này là vừa thay thế cho toner mà vừa có thể thay thế được cho gọi là kem dưỡng nữa. Một cái dạng lỏng rất là hấp dẫn nha. Và game mini game ngày hôm nay Lộc biết là gì không? Không, Lộc không biết, nhưng mà Lộc đang rất là hồi hộp nè. À vậy hả? Nhưng mà Lộc không có quà đâu, tại vì nhường cho các bạn khán giả. Ừ, ôi giận quá, nhưng mà không sao, hôm nay Lộc tới đây rất là vui. Và Lộc hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ có quà để chúng ta cùng trải nghiệm những cái sản phẩm mà mình thích. Mini game ngày hôm nay rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc like và share livestream và hashtag xem là mình thuộc team Pink hay là team Min. Team Min là team của Lộc, team Pink là team của Giang Thái nha. Nếu như mọi người hashtag team Min thì mọi người sẽ được tặng một cái em case rất là đáng yêu như thế này đây. Thấy ghét chưa? Còn nếu mọi người hashtag team Pink thì mọi người sẽ có nhận một cái túi trang điểm này. Đây tất nhiên là không phải là tặng của em chỉ để làm nền thôi nha. Nhưng mọi mà người. Cái case rất là dễ thương mọi người. Ổn đó. Còn team Pink là sẽ được tặng một cái túi đựng trang điểm như thế này. Em này rất là dễ thương nha. Nên mọi người ơi, ngay bây giờ thì livestream của chúng ta đang được phát trên fanspage của Clannay và app của Shopee. Nên mọi người có thể vào xem fanspage của Clannay hoặc là trên app của Shopee. Vừa có thể inbox để mua. Chính xác. Mà vẫn nhận được quà. Sau đó là nếu mà share Shopee hay share fanpage. Share fanpage. Trên fanspage. Inbox đặt hàng thì được nhận cái chai đó. Còn nếu mà share với hashtag thì team Mint thì sẽ được nhận cái case. Còn Pink thì sẽ nhận cái em này. Sẽ nhận cái em đó rồi, ok. Share rồi, caption. Share 2-3-40 cái vô mọi người. Share một cái rồi mình nói mình bạc hà. Share cái tiếp theo nói mình hồng để nhận hết quà luôn. Nhưng mà Lộc ơi, cái này là mới chỉ quà cho fanspage của Clannay thôi. Còn nếu vô xem app bên Shopee là có quà khác nữa. Quà sương sương thôi. Đúng là quà sương thôi. Bây giờ mới là quà nè. Vô xong rồi dòng ngược qua Shopee để lấy thêm quà. Vậy thì khi mà chúng ta đặt hàng em nail cushion trên Shopee thì nếu mà đối với em nail cushion single thì chúng ta sẽ được tặng cả một cái combo này, bao gồm một cái em kem dưỡng Water Hero, rồi cái em tinh chất dưỡng và cả một cái túi trang điểm này luôn. Đó là chúng ta chỉ cần bỏ 620.000 để đặt cái em nail cushion single này thôi là chúng ta sẽ được tặng cái này. Không, chỉ tặng cái này thôi, còn cái này là chỉ để chân thôi, hiểu không? Để em sẽ dễ cầm. Có được tặng luôn. Cái túi này ở ngoài rất là xinh mọi người. Đó, mọi người không có tặng cái khay này đâu nha mọi người nha. Đâu, không có tặng cái khay đâu nha. Đó. Chỉ tặng cái này với cái này thôi, đó. Thôi cũng được.
Còn nếu mà double là chúng ta sẽ được tặng lọc cho Giang mượn cái bộ đó. Nếu đây. Mà double là chúng ta sẽ được tặng cái em xịt khoáng này và cả một cái gương để trang trí như thế này luôn. Đúng à rồi. Em này là 70ml nha mọi người nha. Rất là nhiều quà tặng và chỉ cần đặt hàng tại Shopee vào ngày 1 tháng 9 thôi nha mọi người nhé. Cái gương này rất là nịnh chủ nè. Ổn rồi, tiếp. Nịnh chủ đúng không? Nãy sau cái gương này cũng thấy rất là đẹp. Và ngay bây giờ thì mọi người nhớ like và share livestream. Đừng quên hashtag là Team Pink hay là Team Min để nhận về những phần quà mini game ngày hôm nay. Fanpage của Lanai Giang sẽ gửi tặng hai bạn và trên app của Shopee Giang sẽ gửi tặng hai bạn. Và đừng quên rằng trong khung giờ livestream này, nhắc lại một lần nữa, chúng ta inbox cho fanpage của Lanai để đặt hàng thì chúng ta mới có cơ hội nhận về cái bộ quà tặng này nhé. Chỉ trong khung giờ livestream ngày hôm nay thôi. Và em này là giá trị 600.000 mọi người nha. Đây Minh Họa nhiều quà tặng quá. Đây đó. Đó, một, nhiều quà tặng không biết cầm như thế nào. Còn cái túi màu hồng. Cái này nữa, cái này nữa. Đó, nhiều quá. Đó, rất sẽ là có nhiều. Có 4 bạn chúng ta sẽ nhận được 4 món quà như vậy đó đúng không? Chính xác. Ổn định đó mọi người. Chơi liền. Khá ổn. Chơi đi mọi người, inbox đi mọi người. Thôi bây giờ mình vô vấn đề chính nè. Nãy giờ mình nói quà nhiều quá là mình hơi tốn thời gian. Bây giờ mình vô vấn đề chính nha Lộc ơi. Lộc nghe nè. Sao hôm nay Lộc đẹp thế? Có xài cái gì không? Con bé này thảo mai thảo mốt ghê á. Năm nay á là mà mình ăn Tết hơi sớm đúng không? Đúng rồi. Lộc nói đùa vậy thôi. Nhưng mà giống như mà Lộc nói, hôm nay khi mà ngồi ở đây, khi mà hôm nay là một lần nữa Lộc gặp Giang Thái thì lại cảm thấy là tuổi tác đã bắt đầu ập đến rồi. Tức là các bạn ngồi ở nhà thì coi là chắc là thấy xinh này kia, nhưng mà thật ra sâu thẳm bên trong tâm hồn của Lộc cảm giác là Lộc đã có tuổi rồi. Đó là lý do dạo gần đây Lộc phải trang bị cho Lộc thêm rất là nhiều vũ khí kỹ xảo điện ảnh. Vậy hả, kỹ xảo điện ảnh và giận một nha. Và một trong những cái món bảo bối mới của Lộc mà Lộc rất là thích đó là em này đây, đây là em Nail Custom Matte, một cái dòng sản phẩm mới của Lanai. Và theo như mà Lộc được biết thật ra là Lộc trải nghiệm đến tận hai em luôn, nhưng mà hôm nay Lộc giơ em này lên là bởi vì hiện tại trên mặt của Lộc nó đang đánh em này, nhưng mà còn ngoài ra nó còn có một em mà sẽ cho chúng ta một cái làn da rất là glowy, rất là ống ả, rất là classy. Đó là em màu hồng đây Giang Thái. Ê, nhưng mà Lộc muốn nói cái em nào trước nè, hay mình nói cái em mà độc đánh trước đi ha. Ok. Thì đầu tiên á là Lộc biết đến em ấy rất là tình cờ. Một buổi chiều thì mình cảm thấy là cuộc sống hôn nhân của mình dạo này cãi lộn hơi nhiều. Và mình cần phải có một cái điều gì đó mới. Mà giống như là Lộc thích trải nghiệm những cái món mới. Thì thoảng là mình đi ra ngoài mua một bó hoa hay gì đó. Thì hôm đó là Lộc quyết định là Lộc sẽ order một em cushion. Và khi mà thấy cái packaging này là thích ngay luôn mọi người. Packaging rất là 4.0 luôn. Y như là cái hộp tai nghe AirPods cái mà các bạn có nha. Ở nhà. Cái là Lộc cảm thấy ấn tượng mà Lộc cũng lăn tăn, nhưng mà Lộc quyết định mua luôn bởi vì lấy thẻ của người yêu mà. Dễ hả? Thẻ mình thì có mua không? Hả? Nếu mà thẻ mình thì có mua thẻ không? Mình cũng mua luôn. Thẻ được, mình được. Cũng mua luôn. Và với cái em cushion này thì Lộc nghĩ là Lanai thì quá là quen thuộc với tất cả những cái khách hàng mà thích cushion, tại vì gần như là cushion của Lanai rất là nổi tiếng. Đúng. Nhưng mà đối với Lộc, Lộc cảm thấy cái dòng này là mình cảm thấy bất ngờ luôn, bởi vì lần đầu tiên á mà mình trải nghiệm một cái chất cushion rất là mới, cái độ che phủ nó rất là tốt và nó còn không đổ dầu, bám rất là lâu nữa. Và quan trọng nha mọi người, cái finish của nó là matte. Dạ đúng rồi, nó là bán mờ, có nghĩa là nó có thể che phủ được những bạn mà làn da mà có nhiều khuyết điểm. Đúng rồi. Và đặc biệt là bạn nào mà bị quầng thâm và lỗ chân lông nặng. Dạ chính xác, mà cũng không cần phải phủ nhiều thêm kem che khuyết điểm hay là phấn phủ. Nó là một cái công nghệ rất là mới của Lanai đó Lộc. Có nghĩa là cái bột, cái gọi là cái bột phấn là nó siêu mịn luôn đó mọi người. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ che phủ hoàn toàn những cái khuyết điểm trên làn da của chúng ta mà nó không gây nặng mặt. Và đặc biệt là có một cái mà Lộc cũng rất là thích, nhưng mà thường khi mà Lộc biết là những ai mua cushion thì có lẽ là hơi ngại, đặc biệt là nếu bạn là nam hoặc là bạn da ngăm. Nhưng mà lần này thì theo như Lộc biết là cái tông nó có rất là nhiều tông, và đây cũng là một cái yếu tố mà khi Lộc nhìn thấy packaging là Lộc đã thích rồi. Mình nghe là nó che được khuyết điểm và nó cũng là bán lì matte là mình đã thích rồi, mà cái tông nó có từ, theo như Lộc nhớ là từ ví dụ như từ 21 cho tới 25 là sẽ dành cho những bạn da ngăm, là đó là Lộc đó. Đúng rồi. Không, thật sự là cái dòng của Lanai á thì 13 với 21 thì nó sẽ sử dụng cho các bạn nào da sáng. Còn 23 với 25 á thì nó sẽ sử dụng cho các bạn nào mà tông da hơi ngâm một tí và da nó gọi là trung tính á, thì sẽ sử dụng cái dòng 23 với 25. Mà đi cả ngày vẫn cảm thấy là em ấy rất là thoải mái. Mà hỏi nha, Lộc khi mà sử dụng em này có thấy là ở da của mình nó không có bị đổ dầu không? Dạ, chính xác. Mọi người, ở trong cái phòng livestream này thật ra là hai đứa đã phải ngồi với nhau một lúc rồi. Mà trước khi tới đây là cũng ngồi rồi Giang Thái ăn mì trộn mà Lộc ở nhà. Rồi lại kia xào quần các thứ được, rồi mới lên đây ngồi. Vậy chứ
Lộc chưa được ăn gì hết mà ngồi dưới ăn mì trộn. Và hai đứa ở đây cũng khá là nóng đó. Lộc đã cảm giác là mình hơi bắt đầu đổ mồ hôi một xí. Đúng rồi, nó hơi đen hơi nhiều. Nhưng mà cái da của mình nó vẫn cảm thấy là cái mặt mình nó rất là thoải mái. Mọi người mà ai hay chỉ cần đánh kem chống nắng thôi, chứ đừng nói đánh nền và đặc biệt là cushion, thì sẽ hiểu được cái cảm giác á, mà tới một cái khung giờ trong ngày cái đột nhiên mình cảm thấy tức, mà cảm thấy nó trôi tuột. Đúng rồi, nhưng mà hiện tại không nha. Mà tối hôm bữa Lộc có quánh em này, Lộc ra ngoài bến cảng chơi, sau đó Lộc đi nhậu. Không, chỉ uống rượu mơ nhẹ nhẹ thôi mọi người, để Lộc vỗ lên tay Lộc xí để cho mọi người thấy nha. Nhưng mà khi mà về nhà, Lộc nhớ là tầm 12 giờ mấy, 1 giờ Lộc trang điểm vào lúc 2 giờ trưa. Thì 12 giờ mấy, 1 giờ mà khi về đến nhà, cái da của mình nó vẫn, nè mọi người, trên cái mu bàn tay của Lộc thì nó có một cái chỗ hơi tối màu xíu. Mọi người thấy đánh lên nó che phủ được liền á, mà nó satin, nó hơi mát nhẹ. Lộc về nhà lúc á 12 giờ mấy 1 giờ mà cái nền hoàn toàn không trôi, cảm thấy không tuột, không bị bóng dầu. Bởi vì thật sự là cái sản phẩm này là được cải tiến cái việc là kiểm soát dầu, cho nên là chúng ta có thể là giữ được cái gọi là cái cushion này gọi là 24 giờ chống cái việc mà gọi là bị tuột cái lớp nền và bị gọi là bị đổ dầu luôn đó. Nên là một cái gọi là một cái sản phẩm mà rất là ưu ái cho các bạn nào mà bạn đó mà da mà dầu quá nhiều và bị dễ bị tuột những cái lớp trang điểm ra, thì em nail cushion mask này là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời luôn. Và Lộc nghĩ đặc biệt là dành cho những cái bạn thú thật á, thì đã bảo Lộc xưa giờ thì Lộc là một người không có thích sự tự nhiên lắm. Lộc muốn tất cả mọi thứ nó đều phải được che đậy, mình che hết tất cả các nét xấu của mình lại. Nhưng mà với cái em cushion lần này thì Lộc rất là ưng, nên Lộc nghĩ là với những cái bạn á, mà chúng ta đó giờ thì mình hơi cảm thấy là cushion nó chưa có đủ với những cái khuyết điểm của làn da của mình, thì có thể thử em này. Lộc sẽ cho em này 9,5 điểm. Wow, 9,5 điểm. Có nghĩa là với cái dòng sản phẩm của em Nail Cushion Mask này á, thì Giang Thái rất là khuyến khích các bạn nào mà da các bạn bị dầu nè, rồi da các bạn nào mà khuyết điểm nhiều và gọi là bị quầng thâm nữa, thậm chí là bạn nào mà gọi là cái tình trạng mà mách cúp và dễ bị trôi tuột cái lớp nền á, thì cái em Nail Cushion này với những cái công nghệ cải tiến và với những cái gọi là những cái bột siêu mịn như vậy nó sẽ dàn trải lên cái làn da của các bạn rất là tốt và nó sẽ bám chặt vào cái làn da của mình mà không hề gây nặng mặt một tí nào hết. Nhưng mà còn một cái điều thú vị nữa là em này vẫn rất là dưỡng ẩm ha. Đúng, Giang Thái. Chính xác. Như mà Lộc với Giang Thái mà đi quay nhiều thì sẽ biết là đánh nền thì sẽ rất là thích, mình rất là xinh. Nhưng mà thi thoảng á, nếu như mà không đổ dầu thì mình sẽ cảm giác là cái nền giống như nó hút cái nước từ da mình, mà cảm giác như mình mặc cái áo mà cuối ngày ai cứ siết siết chặt cái áo lại. Nó rất là khó chịu. Đúng không? Chính xác. Nhưng mà em này á, mình tuy là nói nó match nhưng mà em ấy vẫn có một cái độ dưỡng ẩm rất là xuất sắc khi mà mình nói chuyện mình nha. Nó không có bị vỡ đúng ra. Đúng, không bị vỡ, mình cảm thấy mặt mình không khó chịu. Và Lộc nghĩ á, dĩ nhiên là ai mà cần che khuyết điểm nhiều thì chắc chắn là sẽ cần em ấy. Tuy nhiên là chúng ta khi mà đánh á, nó vẫn có cái độ mà che phủ từng lớp tùy theo cái độ điều chỉnh của mình, nó rất là thích hợp. Cho nên là nếu mà mình không có bị khuyết điểm nhiều mà mình vẫn thích em ấy thì cứ thoải mái, bởi vì không phải là nó như thế thì cái che nó sẽ dày, nó rất là phù hợp luôn, tùy vào cái cách mà mình sử dụng thôi. Và đặc biệt á, cái em này với cái tính chất là nó lâu trôi như vậy, với ví dụ khi mà chúng ta trong cái mùa này á, chúng ta phải đeo khẩu trang rất là nhiều đúng không? Sắp tới Tết rồi. Đúng rồi. Đi ra ngoài mua bông mai đồ. Đó, đeo khẩu trang rất là nhiều là chúng ta không có sợ là bị dính vào cái khẩu trang. Đúng rồi. Và hay nghe điện thoại á, thật sự là cái này khi mà nghe điện thoại áp lên nó cũng không có bị dính vào nữa. Nó rất là tiện lợi cho các bạn luôn nhá. Đặc biệt là với ai mà sử dụng điện thoại nhiều như Đào Bá Lộc á, đó. Đâu có. Hết tuyệt đúng không? Trời, giận ghê vậy đó. À. Đâu để Lộc coi coi. Sủi. Mà nếu nói về điện thoại á, thì mọi người điện thoại thì chúng ta chỉ sợ là cái nền mình bị áp lên thôi đúng không? Nhưng mà theo như Lộc được biết á, là cái Lộc xin lỗi để Lộc phải để mình tắt chuông để mọi người bị nhiễu tiếng nhé. Rồi, hết bị chưa? Rồi, hết rồi. Rồi, ok. Còn một cái nữa mà Lộc cực kỳ ưng luôn, đó là em ấy có thể chống được ánh sáng xanh. À, là công nghệ TiO2. Cái công nghệ TiO2 này có thể là có công thức giúp chúng ta có thể chống được ánh sáng xanh từ điện thoại, và nói chung là những cái gì mà nó có ánh sáng xanh nó là chống hết đó. Đúng không Lộc, thấy vậy đúng không? Đúng. Bởi vì thường á, Lộc hay nói mọi người là ngay cả khi Đào Lộc ở nhà, Lộc không đi ra đường thì Lộc vẫn thoa kem chống nắng. Bởi vì thì cái ánh sáng xanh từ màn hình laptop và điện thoại nó rất là đáng sợ, nó sẽ làm mình bị nhăn và cái da mình bị xỉn. Nên ai mà làm văn phòng nhiều sẽ thấy á, mặc dù mình không ra nắng mà cuối ngày cái da mình nó cứ chuyển thành một xanh xám thế nào ấy. Và đặc biệt là em cushion này sẽ giúp chúng ta chống lại cái điều đó. Vậy là một cái sản phẩm mà không những giúp chúng ta là vừa đẹp, dưỡng
vừa làm đẹp mà còn vừa giúp chúng ta chống được ánh sáng xanh nữa. Và bản thân nó cũng đẹp nữa. Chính xác, nhìn rất là trendy đúng không Lộc? Kiểu cảm giác cầm lên như là mình đang cầm một cái sản phẩm của thời đại vậy. Đúng đó, rồi, một cái sản phẩm là... công nghệ thông tin rồi đó, rất là 4.0. Mà Đại có biết là tại sao chúng ta lại có được cái thiết kế này không? Không. Không đâu, nhiều chuyện đây là để nhiều chuyện cho nghe. Để có được một cái thiết kế đặc biệt như vậy á, là Planday phải kết hợp với giám đốc sáng tạo Yong Gu. À, cái tên gọi là, để Giang nhớ chính xác coi, giám đốc sáng tạo Yong Gu. Nó mà tên Hàn Quốc thì nó hơi khó nhớ. Yu Yong Gu. Rồi đó. Và giám đốc sáng tạo thì đã từng là giám đốc sáng tạo của Nike nè, rồi Samsung nè, và các Microsoft nữa. Và khi hợp tác với nhau thì họ mới cho ra được một cái thiết kế như thế này. Cho nên là mọi người nhìn đơn giản như vậy thôi nhá, nhưng mà phải tốn rất là kỳ công thì chúng ta mới có được một cái thiết kế như thế này. Có nghĩa là cái tên của vị giám đốc này hơi khó nhớ một tí xíu, nên là anh giám đốc nếu mà có coi thì thông cảm cho Giang Thái nha, tại vì em không có biết tiếng Hàn Quốc. Và Giang Thái nghĩ là bây giờ để các bạn có thể hiểu rõ hơn là những cái màu sắc của em này và cái độ lâu trôi của nó như thế nào á, thì chắc là chúng ta test thử cho các bạn đầu tiên về cái gọi là cái độ lâu trôi của nó đi ha. Ok. Đâu lâu trôi thì chắc là sẽ hôm nay Lộc mặc áo sơ mi tay dài cho nên thôi Giang Thái hy sinh để Lộc test lên tay của Giang, chứ thật sự là test là phải test lên tay Lộc đó nha. Sẽ đánh, như đàn nè. Đánh lên đây đó, chúng ta sẽ dập một cái lớp này lên và sau đó là chúng ta sẽ thử cái em khẩu trang, đóng cái khẩu trang trước để cho mọi người có thể thử được là cái sản phẩm này nó lâu trôi như thế nào. Đây đó. Trời ơi, đúng là nghề có khác ha, đánh một cái đó. Sau đó thì chúng ta sẽ xịt cái em water bank lên để cho nó gọi là nó sẽ khô lại. Đó. Rồi chúng ta sẽ thử cái em thử cái khẩu trang này để xem là cái độ mà gọi là cái độ lâu trôi của nó như thế nào. Không? Đúng rồi nó đó. Xịt nhẹ nhàng thôi, đừng có xịt nhiều quá. Nhẹ thôi. Rồi đó. Rồi vậy hả? Ủa sao không biết, không biết vô được miếng nào luôn á. Không, phải xịt vậy chứ. Em hả? Xịt thử cái khẩu trang. Không, có ý là mình phải cho nó miếng đi xíu, phải cảm nhận nó mát. Con dâu này nói nhiều quá, giận quá. Lát có tiền tip không? Không, không có tip nha. Rồi giờ chúng ta sẽ thử cái khẩu trang này. Ok. Nào, mọi người có thể để ý là cái nền này được một cái đặc điểm là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng thì sau một thời gian nó sẽ khô. Và khi nó khô như vậy rồi thì nó sẽ rất là lâu trôi đó. Như Giang Thái sẽ sử dụng khẩu trang ỉnh lên như vậy. Và hoàn toàn là nó sẽ không để lại một cái vết gì hết. Nó rất là gọi là chà như vậy luôn mà nó vẫn không để lại một cái gì cả. Cho tập lệnh cái nha. Nhẹ nhàng. Đó. Một cô gái gian trá là mình phải thử lại. Nhưng mà thật sự là nó không có chơi mọi người. Thì Lộc chỉ nói đùa thế thôi. Nhưng mà thật sự là với cái em này á, thì Lộc cũng đã từng đeo khẩu trang để gì nhau như Lộc nói á. Cái tại mùa dịch mà chúng ta ai cũng phải đi đeo khẩu trang đúng cả. Chính xác. Nhưng mà gỡ ra nó không có bị trôi đâu. Nó hay bị lớp, những cái sản phẩm khác thì chúng ta hay bị cái nếp lằn lằn này nè. Nói một cái điều thực tế là em ấy sẽ có hằn. Tức nghĩa là cái nền cái chỗ đó nó sẽ không tróc đâu. Nhưng mà mình tác động lực thì sẽ có hằn. Nhưng mà đó là cái da mình nó hằn xuống và khi tầm 5-10 giây nó hết hằn á. Nó sẽ bung lên lại. Rồi. Mình sẽ không cảm thấy cái chỗ đó nó bị chóc nền. Nó giống là sao ha, hằn sẽ bung lên lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ test cái em này về cái khoảng gọi là che phủ. Và để em này làm cách nào để em này có thể che phủ tốt thì Giang Thái sẽ tẩy cái lớp hồi nãy ra và sẽ viết một cái chữ nail lên tay của Giang và Lộc sẽ đánh xem là em này có phủ được cái chữ nail hay là không nha. Cho Giang mượn cái miếng gọi là tẩy trang, đúng rồi, tẩy trang của Clanay. Sao hôm nay tự nhiên mình tự làm hết luôn á ta? Đẹp cho nên là tôi chấp nhận đó. Đâu coi cái nè, để Lộc chấm điểm nha. Hôm nay mình đóng vai mẹ cám. Tại vì đẹp cho nên là chấp nhận bị hầm vậy đó. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ viết cái chữ nail lên, chắc Lộc viết giúp Giang nhá. Chữ nail. Giang thuận tay hơn chứ. Mẹ làm rồi. Khó người ta dễ sợ, con bé này đánh nó mới được. Tại nãy giờ thấy mình làm không ghét cho nên là cố tình làm vậy. Đây đó. Đây Lộc sẽ giúp giữ cái tay, sau đó Lộc sẽ rất là duyên. Thi thoảng hồi đó Lộc nhớ Lộc đi học á, lúc mà trực nhật á Lộc không làm gì cả. Lộc có làm nhưng mà trộm vía là các bạn nam mà hồi Lộc học cấp 3 thì không có để các bạn nữ hoặc các bạn nhìn có vẻ yếu ớt phải làm. Cái mọi người hỏi là Lộc giúp gì, Lộc nghĩ là mình đẹp á là mình đã giúp ích cho cuộc đời rồi mọi người. Mình làm cho bầu không khí xung quanh mình đó hả, tươi vui và sống động hơn. Chỉ cần bạn ngồi ngắm mình thôi là bạn có động lực để bạn làm. Đúng rồi, để tối về Lộc hỏi người yêu lại một lần nữa có đồng ý với quan điểm của Lộc không? Đó, chúng ta sẽ viết cái chữ nail rất là đậm mà cái này nha, rất là gọi là cái chì này thì nó rất là mọi người, đậm hôm và nó rất biết là chữ của Giang Thái xấu ghê. Rồi ok, em che cái này lại liền cho Lộc. Em không vui khi Lộc nói vậy nha. Ngày xưa em cũng thi dỡ sạch chữ đẹp á nha. Trời ơi, trời ơi, dỡ sạch chữ đẹp.
Rồi bây giờ thì Lộc giúp Giang phủ đi, đừng có cà khịa nhau trên livestream nữa. Ok. Những lúc như thế này có những thứ mà mình phải che lại ngay, bởi vì nhìn nó không có mỹ quan lắm mọi người. Cái này là tại Giang biết vội á mọi MC người. MC đồ. Không, tại em biết vội, Lộc với Lộc đúng rồi, em biết vội thôi á, chứ gò chịu là đẹp lắm á nha. Đó, Lộc thấy sao? Lộc thấy rất là ổn đó, che được liền luôn. Cho nên là đối với những bạn nào mà gọi là bị gương mặt có rất là nhiều những cái khuyết điểm, ví dụ như bị mụn nè, hoặc là bị gọi là những cái thâm mụn để lại đó, thì sẽ che phủ rất là tốt. Đúng mọi rồi. Người thấy là cái em chì này rất là lì nhá, rất là lì mà Giang viết một cái chữ rất là đậm như vậy luôn, mà khi mà Lộc phủ một cái lớp em Nutrition Mask này lên mà vẫn che phủ rất là tốt như vậy. Đúng rồi, Lộc thêm miếng nữa nha. Nhưng mà thật lòng mà nói á, nó phủ á, Lộc nghĩ là nó đang che được cái chữ nail á, khoảng chừng được 85%. Và đây là cái mà Lộc nghĩ là tất cả mọi người cũng cần luôn. Một á, thì á, mọi người luôn muốn che hết tất cả mọi thứ, nhưng cái này Lộc nói giỡn thôi. Thi thoảng chúng ta cần phải thấy được cái sắc da của mình ở dưới. Và nếu như mà ai có những cái vết nám á, chúng ta sẽ cố gắng để làm cho em ấy tốt hơn. Nhưng mà biết đâu nó sẽ là một cái nét hay của mình, đúng không? Mình phải làm sao cho có mỹ phẩm và cái màu son á. Ví dụ, nhưng mà che tốt quá. Ờ đúng rồi, che cái không thấy luôn. Che cái không thấy luôn. Nó hòa quyện với con người của mình để sao mà cả hai cùng đẹp lên, chứ không nhất thiết là chúng ta phải che đậy hết tất cả những cái mà mình có, ok? Thì ra là quan điểm của Lộc là như thế à. Nhưng mà thật sự thì nó che hết luôn mọi người. Che hết, cho nên là ai cảm thấy con người của mình không đẹp như Giang Thái. Xin lỗi Giang. Giang mắc hồ quá nè mọi người. Giang Thái rất là xinh mọi người ơi. Giang Thái chỉ có cái tính là không có dễ thương lắm thôi. Lộc gặp Giang Thái. Ủa, em làm gì? Em chỉ bóc phốt Lộc ở trên. Ngày xưa làm lên show thì bóc phốt Lộc tí xíu, hơi cà khịa tí xíu thôi, em đâu có làm gì đâu Lộc. Trời, đó là nghề bắt buộc em cà khịa, em phải cà khịa thôi nha. Thôi thiệt tình luôn á. Lâu ngày gặp lại với nhau mà cà khịa nhau quá không vui đó. Con bé bán ma dễ sợ luôn, mới cách đây có 2 tuần mấy đúng không? 2-3 tuần gặp lại nó bé là lâu rồi đó, là lâu rồi đó mọi người, 2 tuần là lâu rồi đó. Rồi Lộc thấy sao nè đó, đặc biệt là sau khi trải nghiệm trên da mặt của mình luôn. Lộc thấy là rất là ổn. Sau một khoảng thời gian á, Lộc nghỉ nha. Lộc nghĩ là theo như hôm đó là Lộc trang điểm lúc 2 giờ thì tới tầm 12 giờ mấy 1 giờ á, mình mới bắt đầu cảm giác là cái nền nó hơi dòng thôi. Nhưng mà bởi vì mình đã vận động ở ngoài, da nhậu mà, đi nhậu mà. Nên là Lộc thấy là cái này rất là ok. Nếu mà mình chỉ đi làm một cách thùy mị trên công sở thì Lộc nghĩ sẽ rất là thoải mái, không cảm thấy được nó ở trên da, mà nó lại không tuột, nó không trượt đi, mà nó cũng không siết mất cái độ ẩm của da của mình. Và nếu như mọi người muốn mua em này thì ngay bây giờ inbox ngay cho fanspage của Clan này nha. Vì Giang Thái nhắc lại là chỉ duy nhất trong ngày 1 tháng 9 và ngày 2 tháng 9 trong khung giờ livestream. Nếu chúng ta inbox cho page của Clan này thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái em Brim Kin Refiner trị giá 600 ngàn nữa. Em này là 600 ngàn nha mọi người, cả toner và cả kem dưỡng luôn. Đó là một cái dạng gọi là cũng là một sản phẩm mới nhất của Clan này. Quá tiện luôn á. Vậy thì Giang Thái nghĩ bây giờ chúng ta nên công bố hai bạn trước đi các bạn, là Giang Thái nãy giờ thấy đó, hashtag. Ở đây thì hashtag team ping rất là nhiều, không biết là bên Lộc thì sẽ ra sao, nhưng mà riêng ở fanpage của Lanh này thì thấy là mọi người hashtag team ping rất là nhiều ha. Mọi người thích bóng vậy ha, cho Lộc soi gương lại làm cái rồi. Đây nè, Lộc nói chi á, trời ơi chị Giang Thái buồn. Thế nên nó không tượng em liền luôn á Lộc hả? Vậy thì bên Lanh này, bên fanpage của Lanh này thì Giang xin được chúc mừng bạn Timmy nè. Ai đó vô dành cái hộp AirPods coi trời. Cái hộp người ta xinh như vậy. Giang Thái sẽ công bố nha. Lọc đẹp quá, ổn. Được, Lọc khen đẹp, khen Lọc là được. Hôm nay là Giang Thái nhường hết nhan sắc cho Lọc đó. Và bên fanpage của Lanh này xin được chúc mừng bạn Ngọc Huy. Chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc túi đựng trang điểm của Clan này rất là dễ thương, có cái chiếc lớp này nè, lớp như tình yêu của Lộc dành cho bạn vậy đó, đúng không? Ở Shopee thì Lộc công bố nhé, Shopee đây Lộc đang coi trên Shopee luôn, cũng chính là cái bạn á mà khen Lộc đẹp, hèn chi là bạn được nhận giải. Bởi vậy chúng vậy ta mọi người cứ khen Lộc đi, comment khen thì, Lộc đi mọi người. Thì ở Shopee á thì sẽ có một cái bạn thắng, tên của bạn là Bông Bao. Thì Lộc không biết là bông bầu không biết có là dấu. Bông bầu hay là bóng bầu nhỉ? Bóng bầu hay gì đó. Nhưng mà thôi, thì Lộc xin phép là lỡ Lộc có đọc không đúng tên bạn thì chúng ta có thể xí xóa. Nhưng Lộc rất là vui là được bạn khen. Nhưng mà tại vì bạn chơi chứ không phải bạn khen đẹp. Nên là Lộc sẽ, Lộc và Lanê sẽ tặng cho bạn là một cái case AirPods rất là đáng yêu, dễ thương và trùng màu với cái em Cushion Nail Mint của mình.
bạn có thể order luôn cái sản phẩm em navigation này để trùng một lần như vậy đó, đúng mà rồi. Sử dụng một lần là trùng cả đúng như rồi. vậy. Một cái mà Lộc rất là thích nha, mà người yêu Lộc thấy cũng rất là thích, bởi vì thường mỹ phẩm thì sẽ có những cái thiết kế điệu đà giống như Lộc vậy đó, những cái đường nét chạm trổ này kia thì người ta sẽ có cái nhìn kiểu như mỹ phẩm là nó sẽ hơi thi thoảng hơi cổ điển một chút hoặc là hơi điệu đà một tí, cho nên khi mà thấy cái thiết kế này Lộc cảm thấy là wow. Ví dụ như mà Lộc có thể tưởng tượng mà nếu như mình 16 tuổi, 19 tuổi, hoặc là nếu như mình vẫn còn nghĩ mình 19 tuổi thì có cái hộp này bỏ trong cái túi của mình đổ ra rất là nhiều màu và cảm giác nó rất là trẻ trung, rất là thích. À, thật ra cái màu này cũng rất là trendy mà Lộc cũng có thể là 500 năm nay thì những gọi là những cái fashionista giống như Lộc vẫn có thể sử Những dụng cái một màu cách mint, nhìn chính xác. Bây giờ pastel. thì chúng ta đã nói xong cái em navigation matte rồi, matte này rồi, thì bạn nào mà gọi là hashtag team matte rồi, hashtag team của Lộc rồi á Tay Lộc thì đẹp ghê, tiếp đi nha. thật sự là hôm nay em biết là Lộc đẹp rồi nhưng không mà không ý ý là Lộc đọc comment của khán giả. Ủa vậy em biết là Lộc đẹp sẵn rồi hiểu không, nhưng mà cũng đừng có dìm nhan sắc em như vậy chứ hiểu không. Sau khi mà chúng ta Để Lộc đã vô Lộc khen Giang Thái xinh ghê. Thôi được rồi, anh có thể thảo mai trực tiếp trên livestream để cho mọi người cùng cùng xem nha Lộc nha, không rồi cần nha. thiết phải vậy đâu nha Lộc nhá. Vậy thì mọi người ơi, nếu như mọi người muốn mua cái em sản phẩm này thì inbox ngay cho fanpage của Clan này nha. Đừng quên khuyến mãi ngày hôm nay, hoặc chúng ta có thể qua ngay app của Shopee. Đúng. Và bên Shopee thì nếu chúng ta mua em navigation single này thì chúng ta sẽ được tặng chọn bộ này. Đi, tiên tiên, chọn bộ này nha. Còn nếu double thì Lộc ơi, nâng dùm Giang bộ quà tặng. Đây, em double thì sẽ được tặng chọn bộ này. Đó, mọi người có thể chọn lựa một trong hai. Vâng. Một chiếc gương rất là nịnh chủ luôn, hay là do mình ta? Không biết nữa, mọi người nên thắng game để đem cái gương này trải nghiệm. Em nghĩ là do gương á, chứ không phải do Lộc đâu. Bây giờ chúng ta hẹn ngoài phố đi bộ nha, đeo khẩu trang nha. Bây giờ thì thôi, bớt cà khịa nhau và qua tiếp một dòng nữa. Đó này, chính là Lộc vừa comment khen Giang Thái mặt xinh mà tính kỳ. Vậy em cũng comment khen Đồng. Đẹp thì đẹp á, nhưng hơi cà khịa. Rồi, nào, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là hai em Christian. Hồi nãy thì chúng ta đã nói rất nhiều về con bé màu xanh min này. Bây giờ thì sẽ tới con nhỏ Út màu hồng. Một màu hồng thật là đáng cưng đúng không? Lộc nghĩ là ai mà nhìn thấy màu hồng này cũng sẽ tan chảy ngay thôi. Đó là lý do mà lúc mà Lộc mua nguyên một cái hộp luôn, Lộc mua cả hai luôn. Tăng tăng. Đó, trùng với cái bộ đồ của em ghê tăng luôn á Lộc. Dạ. Nha, trùng với cái bộ đồ của em. Đúng rồi, trùng với bộ đồ của em. Hôm nay em mặc màu hồng là có lý do đó. Em đánh mắt cũng hồng này, hợp với nó ghê đó. Tại vì hôm nay em sử dụng em này. Vậy hả? Đầu xem cái da coi mọi người. Rất 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 là ống ả nha. Vẫn còn cái độ bóng, mặc dù nó che phủ vừa đủ mà cảm thấy là nó dưỡng rất là ẩm ha. Sờ thử được không? Sờ đi. Sờ gì sờ ha. Ổn. Và Lộc có biết tại sao lại có một cái gọi là cái căng bóng, một cái hiệu ứng căng bóng như vậy không? Sao vậy? Do Photoshop hả? Ủa, trực tiếp trên livestream ngày hôm nay không có Photoshop nha mọi người. Hôm nay là chúng ta đang livestream trực tiếp trên fanpage của Linh đây. Nhìn Giang đây. Thái trực tiếp của mọi cũng rất là xinh rồi, sao vậy em? Không, bình thường ở ngoài em xinh thôi cho nên không, bây giờ mình tiếp tục chương trình đi ha. Cái độ căng bóng, cái độ mà căng bóng như vậy là bởi vì có gọi là cái bột kim cương và hòa với lại cái bộ ngọc ngọc trai của Clan này, một ngọc trai bạc đó. Ở trong cái sản phẩm này là chúng ta sẽ có bột kim cương và bột ngọc trai bạc thật luôn nha. Cho nên là khi mà chúng ta đánh lên sẽ tạo một cái hiệu ứng cling 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 cling, nhìn rất là luxury á. Cực kỳ luxury và nhìn nhìn cái cảm giác lúc nào cái làn da của chúng ta cũng bóng và đúng giống như rồi, là có một cái hiệu rồi. Ứng ánh sáng vậy đúng, đó. Đúng, có hiệu ứng ánh sáng. Nói ra thì có lẽ là mọi người không hiểu, không phải là có bột kim cương hay bột ngọc trai là nhìn nó sẽ lấp lánh. Nhưng mà khi mà khúc xạ dưới ánh đèn, hoặc là khi buổi tối mình đi hẹn với trai ở cửa ly gần, cái mình làm những cái cử chỉ duyên dáng cái đó, thì cái mặt của mình nó rất là ống ả bởi vì nó có cái sự khúc xạ ánh sáng ở bên ngoài. Giống như buổi tối Lộc đi ngủ với chồng thì có thể là đánh cái lớp này cứ lên. Cứ xin gì đâu mà chồng con bé này. Ơi, bạn trai, bạn trai. Nó đi ngủ với bạn trai này nọ thì có thể đánh lên cho nó có hiệu ứng đúng không? Cling 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 cling. Ai ai mà ham lời thì buổi tối đi ngủ có thể đánh luôn, mà Lộc nghĩ là thôi tự nhiên cái nói về chuyện đi ngủ cái nhạy cảm quá nè. Đúng rồi, mình bỏ qua đi, mình tiếp tục chương trình đi. Rồi sau đó thì cái em này thì thật sự là theo như Giang cảm nhận ở Lộc là nó giữ ẩm cực kỳ tốt. Đúng rồi. Và cái lý do nó giữ ẩm bởi vì nó được tăng 5,7 lần, gấp 5,7 lần cái độ giữ ẩm. Và cái gọi là những cái công nghệ mới á, nó sẽ có cái khả năng ngậm nước như khi mà chúng ta xịt khoáng vậy đó. Mọi người đều biết là khi xịt khoáng thì da của chúng ta sẽ được đúng ngậm rồi. Nước và giữ nước. Thì cái việc mà tăng cái độ ẩm này lên gấp 5,7 lần á, thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta gọi là giữ nước và nó sẽ đúng luôn ẩm rồi. Mượt. Đúng. Mà nói về xịt khoáng á, mà như là những cái sản phẩm dưỡng ẩm của Laneige là đã quá nổi tiếng rồi. Nên Laneige mà nói về dưỡng ẩm thì Lộc nghĩ là chúng ta nên tin nhỉ.
đúng không? Và các em này có lẽ là các khả năng dưỡng ẩm, nhưng mà Giang Thái nói là gấp bao nhiêu lần ta? 5,7 lần so với BB cushion cũ. Là so với cushion cũ, mà Lộc nghĩ là với mặt bằng chung trên thị trường thì La cushion của Laneige luôn nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm của mình. Và em này mà còn dưỡng ẩm hơn nữa thì quá tốt. Nhưng mà bản thân Lộc á, như một người dùng á, có những cái đó thì mình có lẽ là dưỡng ẩm mình phải dùng 1-2 ngày đó thì mình sẽ thấy được cái điều đó. Nhưng mà còn có một cái mà Lộc thấy liền đó là mặc dù em ấy dưỡng ẩm á, nhưng nó vẫn có cái độ che phủ nhất định. Đúng, hôm nay rõ xác. Ràng là Giang Thái rất là xinh, tẩy cái mặt ra không có đẹp như vậy đâu mọi người. Giang Thái rất là xinh luôn. Em chấp nhận. Cái em này nói là dưỡng ẩm thì thôi chứ nó vẫn có một cái độ che phủ nhất định. Thật sự là em bị quầng thâm mắt rất nặng luôn ấy Lộc, mà Lộc có thấy em che em này đâu, lên đâu là... có thấy Lộc chùi cái Lộc đó, coi cái nha. Ha, được có chùi, mất hình tượng em lắm, con không ai bút show em nữa. Đó là có em là cái dưỡng ẩm rất là tốt, và đặc biệt là em rất là thích cái hiệu ứng gọi là bóng loáng của em này, kiểu giống như cảm giác lúc nào trong em rất là luxury, nhớ kiểu như là mình có một ngọc trai kim cương phủ lên đúng mặt rồi, đó, nhìn mà luxury mình luxury lắm, thấy mình sang đúng, hơn mình sang đúng hơn rồi. Mình đẳng cấp, mình thời thượng hơn. Đúng giờ đôi khi cái cảm giác của mình rất là quan trọng ha, ai nghĩ gì nghĩ, mình cứ hay bị ảo tưởng cái Giang Thái cuộc đời mình sẽ vui hơn rất là nhiều mọi người. Không, Lộc cũng rất là hay vậy, vậy hả? Lộc cũng rất là hay vậy. Hôm nay hình như là cho em thấy mời đại báo Lộc đến đây thì hơi sai á mọi người, bởi được vì thật sự là bốc phốt Giang Thái hơi nhiều ha. Vui nhà vui cửa. Chút xíu hẹn nhau sau giờ livestream ngày hôm nay chúng ta gặp okay, nhau một nơi nào đọc. Đó nha. Vậy thì tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy giữa cái em Nail Cushion Glow và em Nail Cushion Matte này, thì tất cả là dựa vào cái bông phấn. Cái bông phấn của hai em này á, đều là hai cái thiết kế rất là khác biệt nhau, Lộc biết không? Lộc và có biết nhưng mà Lộc muốn được nghe kỹ hơn nữa. Là Giang Thái phải nói á hả? Đúng rồi. Đầu tiên thì Giang Thái sẽ nói về bông phấn của em Nail Cushion Matte này trước ha. Mọi người có thể thấy đó, những cái lỗ kim khí như vậy đây đó, nó sẽ giúp chúng ta là giữ cái gọi là cái cushion nó kỹ hơn, và nó sẽ dàn trải trên cái bề mặt da của chúng ta tốt hơn, và nó sẽ tạo một cái lớp cushion và nó sẽ bám vào da của chúng ta lì hơn, có thể che đúng phủ rồi. Được những cái khuyết điểm. Và đặc biệt á, bạn nào lỗ chân lông to nhá, là che phủ em này cực kỳ tốt luôn. Đúng đó. Rồi. Phải mà ai đó mà phải ngồi ở bên ngoài á, mà thấy là khi mà cái bông này mà nó đặt lên á, những cái vùng mà như lỗ chân lông á, ở đây có một cái bông tắm nắng hơi nhiều hơi nâu, giỡn đó các em này nó ấy, nhưng mà nếu mà da tay thì sẽ có lẽ là sẽ hơi khó, nhưng mà Lộc sẽ cố gắng ở những cái chỗ mà mình sẽ thấy cái hột này nè ha. Đó, đúng rồi. Thì á, chúng ta sẽ thấy là Lộc không tán ra để thấy là cái cách mà cái cushion nó chạm vào á, là gần như là nó lấp đầy những cái lỗ mà có thể là lỗ chân lông của mình. Rất là ổn, thì ra là do cái lỗ kim khí. Chính xác, cái này được cấp bằng sáng chế nhé, là độc quyền của Laneige đó. Lộc cứ nghĩ là phần nhiều là do cái chất phấn, dĩ nhiên chất phấn thì cũng rất là xuất sắc rồi, nhưng mà thì ra là còn cái bông phấn nữa. Cả một công trình nghiên cứu đó mọi người. Đúng. Order liền. Trời ơi, xuất sắc nè. Còn đối với em Nail Cushion Glow là cái em màu hồng này á, thì cái bông phấn là nó rất là gọi là li ti, những cái lỗ li ti nhỏ nhỏ như vậy nè, thì nó sẽ giúp chúng ta là dàn trải cái cushion nó ra cái làn da của chúng ta, và đặc biệt là nó sẽ tạo một cái hiệu ứng bóng phủ giống như Giang nói đó, là nó sẽ giúp cho chúng ta có cái độ gọi là bóng và phủ lên khi mà chúng ta sử dụng cái bông phấn này và sử dụng cái em Nail Cushion Glow này luôn. Để Lộc thử nha, Lộc thử một em ở một cái ngón tay kế bên để chúng ta thấy là nó sẽ bóng đây. Hồi nãy bên đây thì Lộc không tán thì nó sẽ lấp đầy lỗ chân lông. Rõ ràng mọi người thấy cái chất á, thì nó sheer hơn một xíu, nhưng mà nó tiệp vào da và mình cảm thấy là nó ướt át hơn. Nó ướt át hả? Mình có thể dùng cái từ gì đó nó khác từ ướt át được không? Nó mọng nước. Nó mọng nước đi chứ đừng có ướt át. Xíu. Con bé này đầu tóc đen, cái đầu tóc đen. Đâu, em chỉ muốn dùng một cái từ nó rõ hơn này, thôi chứ em không có đẹp cái tối. Tẩy trang à, đây nè Lộc, đây nè, tẩy trang em. Luôn nè. Để chùi cái bọng thâm của nó ra. Vậy thì khi mà sử dụng hai em này á, thì Lộc có cái cách đánh nào đặc biệt không? Lộc định hỏi Giang Thái đó. Nhưng mà Lộc nói trước đi, em nhường nãy giờ em nói trước rồi. Thì ngoài ra đó, cách đánh á, thì đó giờ Lộc nghĩ là chúng ta thường ai thì cũng có thể mua cushion. Giống như Lộc cũng vậy, nhưng mà giờ gần đây thì Lộc mới nhận ra mình có một cái vấn đề hơi sai nhẹ ăn xíu. Đó là mọi người ơi, thường thì chúng ta sẽ vỗ nha, chúng ta sẽ vỗ lấy vỗ để. Đây nó còn bị dính nước tẩy trang, cho Lộc xin cái bông nữa. Đây bông mới. Không phải. Cái bông tẩy trang. Đây. Cái bông này lát nhãn hàng quánh mình đây. Mình không có thôi không, mình nhẹ mình bỏ vô lại. Đúng rồi, mình cất vô đi. Lại đi, mình rồi ok. Chương trình thưởng thức gia đình xin được phép bắt đầu. Bước 1, chúng ta mở cái hộp cushion ra. Thường á thì Lộc thấy tất cả chúng ta sẽ vỗ thật là nhanh nè, chồng con các kiểu các thứ, trễ rồi đi làm vỗ rất là nhanh. Thật ra thì
cũng đẹp mà. Nhưng mà hả, với cái chất phấn mới và cái bông phấn mới thì có lẽ là nó sẽ tiết kiệm thời gian của chúng ta hơn. Nhưng mà nếu ai mà gặp vấn đề về da và muốn cho cái nền của mình á nó lâu hơn và thật sự là đúng cách á, thì á, đây là cái cách của Crotion nha mọi người, đó là chúng ta phải nhấn. Thì khi mà chúng ta nhấn như vậy nó sẽ hơi mất thời gian một xíu, nhưng mà mọi người có thấy không, mọi người có thấy cái kết thúc nó khác đúng không? Đúng, chính xác, cái là kết thúc nó mực hơn khác. À, nó mịn vàng hơn ra nhiều và hơn. nó vô hết cái lỗ chân lông. Thật ra lọc lọ mọ gì thì lọc cảm thấy là hơi mất thời gian một xíu thôi, nhưng mà cái nền của mình nó ở lại với mình lâu hơn và nó tự nhiên hơn nữa. Khác là thí dụ mình cảm thấy không đủ thì mình cứ thêm biết khi nào cho đủ đúng không, nhưng mà cứ kiểu này á, ngay cả khi mà chúng ta cứ thêm á, nó vẫn tiệp và nó sẽ rất là nhẹ cho cái làn da của chúng đúng ta rồi, đúng rồi, đấm như vậy giống như là mình massage cho làn da của đúng mình một rồi. Công đôi việc luôn đúng không Lộc? Nó nhồi vô và thật sự á, Lộc nhìn ở đây thì Lộc sẽ thấy rõ hơn, một bên thì vẫn có độ che phủ, dĩ nhiên là da tay thì hơi khô thì nó mình sẽ thấy được những cái rãnh, nhưng bên đây là hoàn toàn là không thấy cái rãnh luôn. Khi mà chúng ta nhồi kiểu đó nó hơi mất thời gian của mình một chút, nhưng mà đẹp á, dù muốn đẹp dù muốn nhanh thì hơi khó. Mọi người chịu đầu tư cho mình một xíu thời gian có nghĩa thôi. Là dục tóc bất đạt, muốn đẹp là phải chậm chậm rãi đúng để rồi đẹp. Giang Thái họa cái mặt này bao nhiêu lâu? Em họa chắc khoảng tầm 2 tiếng thôi. Trời ơi, như vậy thì lâu quá mọi người ơi, như vậy thì lâu quá, phê bình hèn chi tới nơi vẫn còn ngồi ăn mì trộn ở dưới. Có nghĩa là 6 giờ sáng thức dậy để trang điểm rồi mọi người, cho nên là tới đây thì hơi sớm một tí trời. Nên là đói bụng nên phải ăn nha. Và Giang Thái bật mí cho Lộc nhá, khi mà sử dụng hai em này thì Clarnay có một cách đánh rất là đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn. Okay. Khi mà chúng ta đánh cái em Nutrition Mask này đó thì chúng ta có thể đánh ngay cái vùng gọi là vùng mắt của mình đúng và rồi. Cái vùng chữ T ngay đây thì nó sẽ giúp chúng ta là che phủ được những cái lỗ chân lông và những cái chỗ này đã Lộc, những cái chỗ mà chữ T của chúng ta bình thường là rất là hay nhiều dầu, là nó sẽ giúp chúng ta là che phủ lại được, kiểm soát dầu ở chỗ đó tốt hơn khi mà chúng ta dàn trải ra mặt của chúng ta. Này, những đó. Mà Lộc đang đánh đúng không? Đúng, chính đây, xác. Đúng không? Chính xác. Đó, chính xác luôn và nó sẽ che được những lỗ chân lông luôn. Đúng rồi, khi mà mình còn trẻ các bạn nghĩ là ơi sao mình sẽ không cần những cái tip này đâu. Nhưng mà khi mà mình có tuổi như Lộc rồi đó mọi người thì mình cần nha. Mình cần, mình cần thật sự, giận quá, không đánh con nhỏ này không được. Và đối với em Negation Glow này thì tất nhiên là với một cái em rất là đáng yêu như vậy thì cách đánh của nó cũng rất là đáng yêu. Chúng ta có thể đánh hình ngôi sao hoặc là chúng ta đánh hình trái tim. Để cho nó có một, khi mà chúng ta dàn trải ra mặt của chúng ta thì đúng hả? Hình ngôi sao. Là để mình đánh nó trong rồi mình tán ra. Đúng rồi, là nó sẽ có một cái hiệu ứng căng bóng và nó sẽ làm cho cái gương mặt của mình nhỏ lại đây. Luôn. Năm cánh là mọi người, một cánh này, hai nè, rồi hai cái này Lộc hiểu rồi. Thì hai cái cánh trên. Đúng rồi, hai cái cánh ngôi trên. Sao sẽ vô cái vùng dưới mắt của chúng ta, hai cánh dưới thì nó sẽ đi vô cái khu vực rãnh cười và nhân trung. Và vùng chữ T thì chính giữa nó tán ra thì nó sẽ làm cái mặt mình sáng và tự nhiên. Và đồng thời nó sẽ làm mình gọi là có hiệu ứng làm cho mình nhỏ gọn cái mặt lại luôn. Đúng, những cái chỗ ngoài đây mình chừa. Mình đừng có đánh lỗ tai như Giang Thái, mặc dù Giang Thái rất là xinh. Nhưng mà hôm nay chắc là Giang Thái đánh hết cái mặt, Giang Thái không có đánh kiểu ngôi sao đâu mọi người. Hôm nay em lên đây em mới biết. Hình như còn một kiểu nữa đúng không? Kiểu nào? Kiểu Giang Thái nói tiếp đi. Cái em này Lộc nhớ là còn một kiểu nữa nè. Ngôi sao và trái tim. Hình trái tim nữa. Trái tim. Có nghĩa là đánh cái vùng này ra thì cái mặt của mình nó sẽ vi lai hơn. Cái mặt của Giang Thái thì hiện tại nó rất là trái tim nên là Lộc sẽ hí họa trên đây nha. Lộc đó. Cái vùng này đúng không đúng em? Rồi, đúng và rồi. Nó sẽ làm cho cái mặt mình bầu bỉnh chính hơn xác. Đúng không? Nó sẽ làm cho mặt mình nhỏ thôn, gọn hơn đúng không? Nhỏ gọn. Lộc xin lỗi nha. Tại vì cái nhan sắc của Giang Thái á nó làm Lộc hình như là không thích những người đẹp hơn Lộc đúng không? Ồ vậy hả? Giang Thái nghĩ là Giang Thái đẹp hơn Lộc mọi người. Đâu, em chỉ nói là hình như Lộc không thích những người đẹp hơn Lộc thôi. Không, em Giang đâu có Thái rất là xinh. Em. Khi mà được ngồi chung với những người mà mình thấy là đẹp hơn mình rất là vui. Không nói chứ em lúc nào cũng quan điểm là Lộc hơn đẹp hơn em rất là nhiều. Quan điểm đó đúng cả về mình bỏ qua đi mọi người. Tại vì mỗi lần mà mình định thảo mai á thì Lộc giống như là ghi một con dao vào trái tim của Giang Thái và đó làm Giang Thái không vui tí nào. Nói chứ Giang Thái xinh lắm, gặp ở ngoài Giang Thái sẽ xinh hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy test thử 4 cái màu luôn ha. Tại vì cả hai em này á, thì đều sẽ có 4 màu là 13, 20 13, 21, 23 và 25. Cho nên ngay bây giờ thì chắc là Lộc với Giang sẽ test cả 4 màu để cho các bạn dễ dàng có thể xem được là 4 cái màu đó để chúng ta có thể phù hợp chọn lựa cái làn da của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có Đào Bá Lộc tư vấn chúng ta cách chọn lựa cushion phù hợp với làn da. Còn nếu không thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của Clarnay luôn. Đừng quên thì Giang Thái sẽ nhắc lại khuyến mãi một lần nữa là ngày hôm nay trong khung giờ livestream khi chúng ta inbox cho fanpage của Clarnay để đặt hàng thì sẽ nhận được Emprime Skin Refiner trị giá 600 ngàn. Lộc nghĩ rằng ngày hôm nay
Tất dĩ nhiên là chúng ta đến cửa hàng thì chúng ta sẽ có cái niềm vui mà đến tận nơi và thấy và chạm được vào cái sản phẩm. Tuy nhiên là ngày hôm nay khi mua online thì nó có rất là nhiều promotion đang rất là hấp dẫn. Và bản thân những cái promotion đó, đây mượn cái tay của em cao lên đây nha, là hơi mỏi, hơi mỏi á. Bản thân những cái promotion đó nó cũng kèm theo những cái sản phẩm mà vốn đã rất hot rồi. Nên là đằng nào mình cũng không lỗ. Đầu tiên á, với cái cushion á, mà Lộc nghĩ là với những cái làn da mà trắng trẻo của con cái Việt mà đang tuổi đôi mươi chấm nở như là Giang Thái, em hình như cũng đã hơi nở rồi một xíu rồi đúng không? Em nở sắp rụng luôn rồi anh, chứ không cần hơi nở thì rồi. Ở đây chúng ta sẽ có những cái tông như là tông 13 nè, nó sáng nha, dành cho những bạn mà trắng, thật là đáng yêu. Nhưng mà mọi người ơi, sau khoảng tầm á, tầm khoảng Lộc nghĩ là tầm 5 cho đến 10 phút thì cái cushion đó nó có một cái rất là hay, là cá nhân Lộc cảm thấy á, dù là màu gì đi nữa nó cũng sẽ có một cái độ tan vào cái da của mình nhất định. Thì đây là em màu sáng. Còn màu ngoài 13. Ra sau đó là chúng ta sẽ có tới màu 21. Chắc là em nghĩ là Lộc đánh dày lên tí xíu để cho các bạn dễ thấy nha. Ok. Đó. À đây, vậy ha. Là cái màu da của em đây, đó Lộc. Đây là màu 21 nha. Thi thoảng, trời mình hành con bé như vậy vui quá. Một thật sự là hôm nay Lộc cố tình mặc áo tay dài đúng không? Đúng rồi. Đây là màu 13 nè mọi người. Màu 13 thì sẽ là cái màu sáng nhất. Đây. Tăng. Và đây là tới cái màu mà hiện tại là Lộc đang sử dụng. Thì Lộc nghĩ nếu ai đó nhìn qua màn hình mà nghĩ là, và đặc biệt là nếu như mà các bé trai mà cũng hơi điệu hạnh xí sọn xí, chúng ta có thể bắt đầu khởi điểm. Lộc xin lỗi, lộn hộp rồi. Lộc ơi, Lộc có lộn thật hay là cố tình vậy? Hơi mỏi rồi đó mọi người. Hình như hôm nay cố tình mặc áo tay dài là vì lý do đó vậy đó. Thiệt mọi người, đây là màu số 23. Thì á, đây. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy cái màu không? Cái tông nó hơi vàng tí đúng không Lộc? Nhưng mà nó sẽ phù hợp với số đông của người, cái da của Việt Nam. Và nếu như các bé nam đó, Lộc rất là thích cái màu này luôn, thật là đáng yêu quá. Thường cushion thì rất là khó có những cái màu như vậy. Và chúng ta thì nên lựa những cái màu á, là nó tốt nhất là nên tiệp với da của mình. Và thi thoảng nếu có nhỉnh hơn thì nhỉnh hơn một tông thôi. Và tới một cái màu mà Lộc rất là ưng và Lộc cảm thấy rất là xuất sắc. Đó là màu số 25, là màu tối nhất. Tăng. Thì nếu như những ai mà ấy, chúng ta có thể sử dụng á, cái em này để đánh khối cũng được. Nhưng mà đặc biệt là Lộc thấy á, nếu như mặt bằng chung á, các em mà mười mấy 18 tuổi mà còn đi học cấp 3 thì Lộc dự đoán là cái màu da của em sẽ rơi vào tầm đây, nếu mà mình là con trai. Còn nếu mình là bánh bèo mà điệu sớm như Giang Thái thì có lẽ là nó sẽ rơi vào hai cái màu này, tại vì biết chăm sóc da tốt. Nói chung là sẽ có sự lựa chọn cho tất cả mọi người. Và nếu như mà mọi người á, nhìn qua cam á, hay là mọi người theo dõi Đào Bá Lộc ngày qua ngày và thấy cái sắc da của Lộc như thế nào và nghĩ là mình gần với cái da của Lộc, Lộc thì ngâm hơn Giang Thái, chênh lệch, thì chúng ta có thể cân nhắc giữa 23 hoặc là 25 mà không cần phải ra store, tranh thủ ngay trong cái thời điểm này để mà chúng ta có thể order để có được những cái promotion nó rất là giá trị luôn. Chỉ trong khung giờ live stream chỉ trong khung giờ live stream ngày hôm nay thôi. Cho nên nếu như các bạn bỏ qua thì nó sẽ rất là đáng tiếc. Đúng bởi rồi. Vì em Cream King Refinder đây là một trong những sản phẩm gọi là best seller của Lan này. Đúng. Và mặc dù thì hơi mỏi nhưng mà nói chung là nghe Lộc tư vấn thì Giang thấy cũng hợp lý đó, cho nên là thôi chấp nhận bỏ qua. Lộc sẽ phụ Giang Thái chùi nha. Cảm ơn Lộc. Ít nhất thì Lộc cũng đã phụ được Giang Thái chùi nha mọi người. Nãy giờ thì không có phụ đâu, nhưng mà tới cuối chương trình thì mới phụ nha. Bẻ cái tay nó dễ sợ con bé này. Vậy thì sau khi mà sử dụng cả hai em này, cả em Nail Cushion Glow và em Nail Cushion Matte này, thì Lộc cảm thấy sao về cái gọi là cái độ giữ ẩm sâu? Theo Lộc thì hai em này em nào ok hơn? Lộc nghĩ với những ai mà da khô nè và muốn giữ ẩm nhiều và công sở mà chúng ta ngồi trong văn phòng máy lạnh hơi nhiều thì có lẽ là chúng ta sẽ thích hợp với cái em Pink, em màu hồng này, bởi vì độ dưỡng ẩm của em rất là xuất sắc. Nói là dưỡng ẩm nhiều nhưng mà cái khả năng mà giữ nền của em ấy cũng tương đối đó. Nên là Lộc nghĩ như vậy. Còn thứ hai nữa, có một cái mà Lộc rất là quan tâm và đây là cái mẹo của Lộc nha. Lộc trang điểm á, là tùy vào cái môi trường mà mình đến. Ví dụ như hôm đó là mình cần phải che khuyết điểm nhiều để mà ví dụ như hôm nay mình họp với team, hay là mình có những cái buổi presenter nơi công sở, hoặc là mình vân vân mà mình gặp mọi người ở cự ly xa mà cần mọi thứ nó phải hoàn hảo, thì có lẽ là mình sẽ sử dụng em Laneige này, em Team Mint, em màu xanh, tại vì độ che phủ của em sẽ tốt hơn. Nhưng nếu mình gặp đối tác cự ly gần một buổi chiều cà phê, hoặc crush đồng nghiệp trên công ty, hoặc là bạn sinh viên cùng trường đó, mình sẽ khiến đẹp mà không bị cố gắng quá, người ta sẽ thắc mắc là ô có trang điểm không ta. Đúng, trang điểm như không trang điểm. Đúng, trang điểm như không trang điểm. Thì em màu hồng này rất là xuất sắc nha mọi người.
Vậy thì so với cái đội dưỡng em sau thì em này vẫn ok Đúng rồi, hơn. so về độ dưỡng sau thì em này nó sẽ nhỉnh hơn cái em min một xíu về cái độ dưỡng ẩm và tự nhiên. Cho nên là cái em này gọi là em Emulsion Glow này, thì bạn nào mà giống như Giang á, là da khô, da dễ bị bong tróc và đặc biệt là hơi có gọi là lão hóa nhẹ một tí xíu á, thì chúng ta có thể Chịu sử nhận dụng rồi đó cái mọi em người. Emulsion Glow này. Thì tuổi tác mà chúng ta cũng phải đến tuổi ta có nếp nhăn chứ nè. Vậy thì độ che phủ tốt thì Lộc thích em nào hơn? Độ che phủ á, thì thật ra đối với Lộc á, thì Lộc cảm thấy là độ che phủ của hai em đã đạt cái ngưỡng cho Lộc chấp nhận rồi. Còn ngoài ra Lộc nghĩ là với những ai mà có những cái vết thâm nám nhẹ nhẹ vân vân thì với cả hai em này cũng đã đạt ngưỡng rồi. Tùy theo là cái gu mình á, mình thích bóng hay là mình thích bán lì thôi. Lộc nghĩ vậy. Còn độ che phủ hai em nó vẫn có một cái tính đảm bảo nhất định. Nhưng mà nếu mà mình ham lờ, mình muốn che đậy hết những cái dấu hiệu mà thời gian đem lại cho mình Đúng rồi, thì có em lẽ là này. chúng ta sẽ ưu tiên em min hơn. Vậy thì về lâu trôi, Lộc thấy em nào ok hơn? Dĩ nhiên là em bé này á, nó nhỉnh hơn xíu. Lộc đã từng đánh hai em này ra ngoài thì Lộc thấy á, riêng với các bạn này thì khoảng tầm khoảng 5 đến 6 tiếng thì mình sẽ cảm thấy là nó đã tới cái quỹ đạo mà cái lớp nền của mình nó cũng hơi mệt rồi. Nó thì nó sẽ có cái biểu hiện của nó. Còn em này thì có lẽ nhỉnh hơn. Cá nhân Lộc nhớ là 2 giờ trưa mà tới gần 12 giờ đêm là bao nhiêu tiếng ta? Chắc là cũng phải tầm 10 tiếng, Cỡ 8 đến cỡ 10 cỡ tiếng. cỡ như vậy thì lúc đó em mới bắt đầu nói là mệt rồi, mệt rồi. Còn em bé này á, thì cũng 5-6 tiếng gì đó rất là ổn. Nhưng là bởi vì á, cả hai em á, thì Lộc đều đi ra ngoài chạy nhảy tung tăng. Nhưng mà như Lộc nói, nếu chúng ta ngồi trong phòng máy lạnh á, thì chắc là Lộc sẽ refer cái Là em bạn khoảng này tầm từ hơn. 24 tiếng, nó nghĩa là giữ nền rất là chắc nha mọi người. Còn như Lộc chúng ta thì tung tăng rồi đi nhậu rồi đi đi với cross này nọ các Đi uống với kiểu, bạn bè đi với bạn thôi, đi bè, nhậu làm tưởng là cho nên à. thì tất nhiên nó phải tụt cái lớp đền ra rồi đúng không mọi người. Vậy thì còn về kết cấu thì Lộc ok em nào hơn? Về kết cấu thì theo Lộc thì Với một con người ham lợi như Lộc thì Lộc sẽ cân nhắc tùy địa điểm đó, Lộc sẽ thích cả hai. Bình thường thì đặc thù công việc thì Lộc sẽ sử dụng em này hơn, nhưng nếu mà một buổi tối muốn đi chơi với người yêu thì Người Lộc yêu. sẽ lấy cái em này. Tại vì mới á, mình cố gắng quá người ta sẽ nghĩ là người ta quan trọng quá đúng không? Mình quen nhau một thời gian rồi mình mà dress up quá tưởng là làm gì chuẩn bị kỹ quá vậy, mình phải làm sao vừa vừa thôi. Đó thì Lộc Ôi, sẽ chọn em này. em tưởng là Lộc cố tình làm như vậy để người yêu tưởng Lộc là make up, như không make up, tưởng Lộc đẹp tự nhiên á mọi người. Lộc Em luôn nghĩ đẹp tự vậy. nhiên mà Ok em tao vậy em. ok. Thôi coi như em bỏ qua Trời vấn đề này đi ơi, ha. em tao vậy. Vậy còn về lớp nền thì sao nè? Lớp nền hả? Ủa làm sao nữa? Có nghĩa là về lớp nền thì Lộc cảm thấy hai em này có tính chất gì? À, hai em ấy đều có một cái tính chung đó, đó là rất là dưỡng ẩm. Nhưng mà so với những cái cushion mà Lộc đã từng biết thì cái độ che phủ của nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mình có khả năng điều chỉnh cái độ che phủ đó tùy theo cái cách, giống như cách hồi nãy, cách mình nén phấn đó Giống mọi người. giống đúng rồi. Dạ, hồi trước đó, khi mà khoảng 2-3 năm trước thì Lộc nghĩ là cushion nó chỉ che được cái ngưỡng thôi. Mình vỗ thêm nữa thì nó sẽ bị nhũn nhoẹt ra. Nhưng mà nếu mà mình nén vậy mình có khả năng điều chỉnh cái độ che phủ của mình. Nên là dưỡng ẩm thì vẫn rất là tốt. Chỉ phải nói là rất là tốt bởi vì Laneige là vốn nổi tiếng về điều đó, nhưng có một cái điều khác biệt đó là cái độ che phủ nè và cái độ giữ được cái nền nè và khả năng điều chỉnh độ che phủ cũng rất là xuất sắc nữa. Nói một cách chính xác thì em này cái kết cấu nó sẽ gọi là bán lì, còn em này thì nó sẽ là ẩm mượt và rạng rỡ hơn, cho Glow. nên chúng ta có thể là tùy ý lựa chọn theo sở thích Đúng của rồi, mình. đúng rồi. Tùy gu thôi, chứ hai đứa đều ngon lành hết. Còn về SPF chống nắng á, thì riêng cái em này á, thì SPF sẽ là 42 PA cộng cộng À, và em này sẽ là 50 PA cộng cộng. Cái lý do mà em này phải chống nắng cao hơn chắc là Lộc cũng hiểu rồi đúng không? Tại Đúng rồi. vì da khô và gọi là da mà gọi là nó hơi nhạy cảm á, thì cần phải có cái độ chống nắng nó cao hơn. Và đặc biệt là về loại da thì em này thì như là da ai giống như da Lộc vậy đó mọi người. Có nghĩa là dấu hiệu của tuổi tác cần phải che phủ nhiều. Thì chúng ta cần phải phủ một cái lớp gọi là nó bán lì để nó che phủ những cái khuyết điểm trên làn da của chúng ta. Thì chúng ta Con sẽ bé sử dụng cái em Emulsion Matte này. Còn ví dụ như Giang Thái vẫn còn trẻ trung, vẫn còn rất là trẻ trung, vẫn còn không có nhiều khuyết điểm mà da hơi bị mốt khô một tí Ô xíu, mốt cần rạng rỡ thì mình Ô sẽ sử mốt dụng cái em này nha. Vậy thôi chứ không có gì hết. Mình tĩnh học, mình tĩnh mình khi mà mình biết được cái sự thật đó, mình đừng có như vậy, hiểu không? Cái sự thật mình phải nói thẳng ra Ôi với trời nhau. ơi là Vậy trời. đó, em nói đúng mà đúng không? Giận quá đi. Nhưng mà về cái sản phẩm thì Giang Thái đã nói rất là đúng luôn. Bản thân Lập cũng cảm thấy vậy. Vậy thì Giang Thái nghĩ là bây giờ mình nên công bố cả hai bạn còn lại đạt mini game ngày hôm nay được không Lộc? Được, ok. À, em trước hay Lộc trước? Em trước đi. Em trước hả? Học sinh đã nhường em, dạ bình thường đâu có nhường em Em ham đâu. nói quá mà. Nhường em đó. Vậy thì giờ Giang Thái xin phép công bố trên fanpage của Clan Nay xin được chúc mừng bạn Thanh Hương Đỗ
Yay, chúc mừng bạn đã nhận về cái em này, một cái em túi đựng đồ trang điểm rất là xinh. Còn ở trên Shopee thì Lộc xin được công bố một bạn. Lộc thật là có duyên với những cái tên mà các bạn viết tắt. Bạn có tên là NNBC, NNBC. Sao giống tên đài quá vậy ta? NNBC. Ồ, tên chúc mừng ấy. bạn đã nhận được một cái case AirPods, phải không? Case thôi nha, đúng rồi, một không có AirPods đâu nha. Còn cái tai nghe ở trong đây là của Giang Thái nha các bạn. Nhưng mà cái case rất là xinh, chúc mừng bạn lần nữa nha. Chúc mừng bạn. Và mọi người đừng quên là Giang Thái sẽ nhắc lại promotion ngày hôm nay một lần nữa. Ngày hôm nay trong khung giờ livestream, để Giang xem khi mà chúng ta chuẩn bị kết thúc livestream rồi nhé. Chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi. Khi các bạn inbox đặt hàng cho fanpage của Lan này, có nghĩa là inbox trên fanpage của Lan này mọi người nha. Thì khi mà đặt hàng thì chúng ta sẽ nhận được về cho mình một phần quà nữa là em gọi là Freemkin Refinder này với giá là 600.000. Có nghĩa là khi mà chúng ta mua cái em double này giá là 950.000 và chúng ta đã nhận luôn cái em này giá 600.000 rồi. Là một phần quà rất là hấp dẫn và chỉ có trong khung giờ livestream ngày hôm nay thôi. Thêm vào đó nữa là bạn nào muốn mua hàng trên app của Shopee, nếu chúng ta đặt hàng em Nail Cushion, gọi là Nail Cushion Single này, thì chúng ta sẽ được em dưỡng nè, tinh chất nè. Để camera clear, Lộc, người yêu Lộc đang coi mới nhắn tin cho Lộc. Và luôn cả một cái túi đựng đồ trang điểm nữa nha. Người yêu ơi, có thấy Lộc đẹp không nè, cười lên cái Lộc. Hai anh đi làm cực không? Và đặc biệt là nếu như bạn nào mà muốn mua Nail Cushion Double trên app của Shopee thì chúng ta có nhận được cho mình là một cái em waterband và một cái em gương rất đó, là đáng yêu như thế gương, này đây. Một cái gương rất là định chủ, gọi là gương phù người. Thủy và định chủ đó, mọi đó, người. Hoặc là có thể là do Lộc đó. Và rồi chị, trả đó, ghét quá. Chị áp dụng cho ngày 1 tháng 9 thôi mọi người nhé. Cho nên là các bạn ơi, nếu như chúng ta muốn sở hữu những em Nail Cushion, gọi là những cái sản phẩm rất là hot trong gọi là trong năm nay, rất là bắt trend, phù hợp với lại gọi là những cái gọi là sự trẻ trung năng động và đặc biệt là có thể che phủ khuyết điểm rất là tốt cũng như có thể làm rạng rỡ làn da của chúng ta. Và dưỡng ẩm nữa. Chính xác. Một lúc mình vừa đẹp mà mình vừa giữ cái sức khỏe của làn da trong cái thời buổi mà môi trường rất là ô nhiễm. Thì chúng ta hãy inbox ngay cho fanpage của Lan này hoặc app của Shopee nhé. Bây giờ thì Giang với lại Đạt Bảo Lộc cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Chúng ta chắc phải nói lời tạm biệt rồi Lộc nhỉ. Và Đào Bảo Lộc hy vọng là sau livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ có những phút giây trao đổi rất là vui và thắng được những cái game rất là vui. Và mọi người nhớ mua hàng liền nha, tranh thủ cái deal còn tốt để trong những cái lúc này chúng ta sẽ chăm sóc cho bản thân mình. Tại vì theo như Lộc nghĩ á, một người khỏe mạnh là bao gồm cả cơ thể và tâm hồn cũng khỏe nữa, và không có gì tốt hơn là mình làm mình vui bằng những cái điều mới mẻ. Chính xác. Cảm ơn Lộc hôm nay rất là nhiều vì đã tham gia livestream và hy vọng rằng Lộc sẽ tiếp tục sử dụng em Nail Cushion Matte này để che phủ thật tốt nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên là sau ngày 1 tháng 9 thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều quà tặng nên hãy nhớ theo dõi fanpage của Lan này hoặc là app của Shopee nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.